âm thanh rất là hay quý vị nhé. Có phải đêm qua thức trắng để gặp con tim lặng hai năm, nên phải ở nơi đâu còn ngàn trái chưa. Bạn đang muốn đầu tư phòng hát karaoke box với chi phí thấp, nhanh thu hồi vốn, vậy thì đừng bỏ qua video này. Có rất nhiều lý do để chúng ta lựa chọn đầu tư mô hình quán music box như chi phí ban đầu thấp, tệp khách hàng rộng và nhiều, nhanh thu hồi vốn cũng như dễ dàng trong các khâu quản lý sử dụng. Bên em vừa mới thi công xong 9 phòng hát mini cho quán music box tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh với mức kinh phí đầu tư vô cùng thấp, chỉ khoảng 15 triệu đồng mỗi phòng. Việc thi công thì nhanh chóng cũng như căn chỉnh setup hoàn thiện vô cùng chuyên nghiệp bởi đội ngũ kỹ thuật của Bảo Triệu Elect. Cấu hình mỗi phòng bao gồm một đôi loa Denon C10 Bass 25 và một âm ly tích hợp 3-trong-1 đi kèm micro không dây BK Sound DKA5500. Cấu hình trên có thể chơi cho phòng 20-25m2, mà mỗi phòng hát trong quán chỉ vỏn vẹn 5-6m2 thì âm thanh cứ phải gọi là cực chất. Mà chất âm của loa Denon vốn đã hay, bass mạnh rồi, nên khi vào trải nghiệm, chúng ta cảm tưởng âm thanh như là có súp và bass chắc mạnh, dù thiết bị chỉ có mỗi một đôi loa và một âm ly kèm micro. Với cấu hình trên lắp cho 9 phòng thì bên em chỉ cần một ngày là thi công xong hết và bàn giao lại cho khách hàng. Thời gian thi công vô cùng nhanh chóng và chất lượng âm thanh được đảm bảo. Hiện nay Bảo Trợ Elect đã thi công rất nhiều những công trình phòng hát music box trên toàn quốc và đã nhận được sự hưởng ứng rất tích cực từ phía khách hàng. Xin mời các bác sẽ cùng em trải nghiệm chất âm của một trong số các phòng trong quán để cảm nhận chất âm nhé. Chỉ mình ta biết trời trắng hay đất cũng chẳng biết, không phận cũng chẳng duyên sao lại tha thiết. Chúng ta đã đồng tình nhân mà mình đi sống với nhân tình, nhân tình nằm sâu sâu từng ngõ khuất không gian cũng nhận. Thử dồn thiết tha, chẳng quên cũng chẳng phải là, chẳng sâu đâu cũng không phải là vội vã. Cuối cùng thì mình coi nhau là gì? Là bề nổi hay là chẳng dừng nghỉ? Mình có lúc hơn, đôi lúc không thân, có làm em được đâu mà bận. Ngày em đi theo cơn mưa
bác có nhu cầu muốn mở quán Music Box như vậy, vui lòng liên hệ MG 0866 936 331 để được tư vấn.